buổi chiều nè. Vàng mốt nha, mình nó ra bông như vậy đó. Chỉ toàn là bông vậy thôi đó, chưa có trái gì hết. Đây là chậu bông mà mình bất ngờ nhất nè. Hôm nay nó nở đầy đủ luôn. Thì mình đếm là có 5 màu: màu tím, màu trắng, màu đỏ, màu hồng và màu cam. Màu cam thì nở rất là ít, chỉ có một cái thôi. Mình không biết cây này là tên gì nữa, nhưng mà hôm đó người ta để ra bán sale rất là rẻ luôn. Trong mấy video trước mình có thâu lại đó, xong rồi mình cắm đại vô à. Hôm nay nó mọc mà nó mọc một cách tròn ra luôn á. Mình đâu có tỉa gì đâu mà tự nhiên nó ra tròn vo vậy đó. Và mấy bữa nay thì mưa dữ lắm, mưa dầm mưa về đó. Vậy là cây này thích nước à, cho nên mới là nở đẹp như vậy nè. Lần đầu tiên mình trồng bông này, bởi vì những cái loại bông mà mau tàn á mình ít khi trồng lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên mình trồng và mình thấy dễ thương quá à. Thế là dễ thương. Mình nhắm ngắm kỹ một chút nữa ha. Nắm màu tổng cộng luôn. Trong cái panel à, bữa đó mình mua đó, mình đâu có biết là nó có bao nhiêu màu, mình đâu biết đâu. Nhưng khi bây giờ nó nở ra thì mình mới biết nè, 5 màu tổng cộng. Rồi kế nữa mình sẽ có một cái cây succulent. Mình chỉ nè,